làm bình thường rút ra đi. Anh có nhớ câu này ngày xưa ở dưới Trần Đức Hưng không? Đó là Trần Các Chân hay cái màn mà mình nhớ là cái màn gần 5 triệu. Màn này á? Ừ. Màn Phú Nát Đê mà. Rồi thì chắc ai đi thay mình đi. Không, mình lên tận, nó mình lên tận lời thay mà. Nhưng mà chắc ai thì... Mình xin các bằng cắt to này. Camera mới chạy. Sạc lại con.